mời quý bà con ghé thăm và đăng ký kênh YouTube Đất Quê Radio, một kênh YouTube do ekip Nguyễn Huy mới xây dựng để phục vụ những tác phẩm mang hơi thở quê hương, sông nước, trữ tình. Đất Quê Radio, ngược về miền ký ức không thể nào quên. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần còn lại của bộ truyện Lúc Thép Hộ Mệnh, một sáng tác mới của Sư An. Phần thứ hai cũng là phần kết thúc, mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Chuyến bay vừa đáp xuống phi trường, đôi bạn thân Thiên Phú và Hồng Sâm mệt mỏi chen chúc giữa dòng người mà bắt taxi. Nhìn mọi người xung quanh tấp nập thân nhân hoặc người yêu đến đón, khiến cho cả hai có chút ghen tị. Nhưng biết làm sao, quê của cả hai ở xa, gia đình thì đều định cư ở nước ngoài, đường xá xa xôi nên cũng không muốn rườm rà. Chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam suốt hai mươi mấy tiếng trên máy bay, quả thật rất mệt, chỉ muốn về khách sạn để tắm rửa nghỉ ngơi. Trên xe taxi, Sâm từ từ mở kính xe nhìn ra bên ngoài. Đường xá Sài Gòn dường như cũng đã thay đổi rất nhiều so với trong trí nhớ của anh. Hai cậu đi đâu? Để tôi chở cho. Anh tài xế giọng đặc sệt miền Tây, khoảng hơn 30 tuổi, lịch sự hỏi. Sâm nhìn sang bạn, cười cười hỏi. Anh biết khách sạn nào ổn không? Giới thiệu cho tôi đi. Xứ gì mà nóng quá trời quá đất à? Tài xế dường như cũng đoán được hai người này có lẽ là Việt Kiều xa xứ đã lâu. Da dẻ hồng hào, áo thun trắng tinh, lại còn mùi nước hoa thơm phức. Thời tiết Sài Gòn nóng khiến cho cả hai có chút khổ sở, mặc dù xe vẫn mở máy lạnh. Hai cậu cần khách sạn nghỉ ngơi hay là khách sạn để vui vẻ? Tôi đều biết hết á. Tôi hay chở Việt Kiều về nước nên cũng biết vài chỗ á. Sâm có vẻ cực kỳ hứng thú. À, anh nói anh biết chỗ vui vẻ hả? Vậy chở tụi tôi tới đó đi, lát bo thêm tiền cho anh uống cà phê. Tài xế cười lớn rồi cũng chạy tới một khách sạn ở gần đó. Trái ngược với vẻ hào hứng của bạn, Phú từ nãy tới giờ vẫn im lặng, mắt nhắm lim dim, hoàn toàn không để tâm câu chuyện của hai người kia. Sâm khẽ đẩy tay bạn. Mày sao vậy? Bộ mệt hả? Lát nữa kiếm một em lên phòng massage cho khỏe. Mày thích thì tìm đi, tao hơi mệt, chỉ muốn ngủ thôi. Phú lại nhắm mắt. Không hiểu sao từ lúc xuống máy bay, hai bên vai của anh nhức mỏi kinh khủng, bụng lại nóng trăng, cả cơ thể mệt mỏi vô cùng, chỉ mong mau mau một chút đến khách sạn nằm nghỉ ngơi mà thôi. Trời ơi, mày ngủ hai mấy tiếng trên máy bay chưa đủ hả thằng Cúc Đột? Yên tâm đi, tao bao mà. Thiệt á, tao mệt lắm, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Sâm thở dài với đứa bạn không hiểu phong tình là cái gì. Phú mở màn hình điện thoại sáng lên trước mặt cho Sâm thấy. Hình nền điện thoại là một thiếu nữ xinh đẹp, mặc một bộ bà ba chất phác ngồi trên chiếc ghe nhỏ. Sâm khẽ bật cười. Ôi, hiểu rồi. Trời mẹ ơi, mấy mốt là gặp ẻm rồi mà nôn nóng cái gì? Đêm nay cứ chơi thoải mái đi, mốt hết cơ hội rồi ở đó mà tiếc. Bởi vậy, mấy cái thằng chưa bao giờ biết yêu như mày làm sao hiểu được. Tấm thân trong trắng này chỉ dành cho một người mà thôi, hiểu chưa? Ơi, cạn lời luôn. Sâm ngẫm nghĩ cũng cảm thấy lạ. Anh và Phú giống là hai tính cách vô cùng khác biệt. Sâm cũng tự nhận mình không phải là một gã đàn ông tốt đẹp gì, ăn chơi, thay bộ như thay áo, tính tình phóng khoáng như một con ngựa bất kham đúng nghĩa. Đi làm ở hãng nhiều tiền thật, nhưng cũng tiêu xài hết bấy nhiêu. Thỉnh thoảng còn phải xin bà chị là chủ tiệm nail để xài thêm mới đủ. Kỳ thật sống đến tận tuổi này, chưa giây phút nào trong đời nghĩ sẽ có ngày lập gia đình, yên bề gia thất.
chỉ muốn tự do tự tại, vô lo vô nghĩ, phóng túng mãi như vậy mà thôi. Thiên Phú thì ngược lại, vô cùng nghiêm chỉnh, chi tiêu hợp lý, ít tiêu xài hoang, cực kỳ chung tình và cũng có thể nói là nhát gái. Nhưng tánh tình ảnh hưởng bởi người cha quân nhân, cực kỳ nghiêm khắc, gia trưởng. Thiên Phú có quen một người bạn gái ở quê nhà. Cả hai biết nhau từ trước khi anh đi Mỹ định cư cùng gia đình. Một người chờ đợi, một người hứa nhất định sẽ trở về. Mối tình cứ thế êm ả cho đến năm nay, Thiên Phú quyết định trở lại quê hương. Lần này về là để cưới vợ, để yên bề gia thất, an cư lạc nghiệp. Hai đứa bạn thân nhà ở cùng một khu, học chung một trường, lúc mới di cư qua tiểu bang này. Sau lại còn làm cùng một hãng nên thân càng thêm thân. Cứ như vậy mà lớn lên, hai tính cách đối nghịch lại còn bù trừ cho nhau nên mới có thể chơi chung đến tận bây giờ. Hồng Sâm đợt này cũng không có ý định về nước, mà tại Phú rủ rê quá nên đành xin nghỉ phép đi theo. Thôi xem như nghỉ xả hơi. Trong ký ức của Sâm, Việt Nam đẹp một cách bình dị, yên ả. Tuy có nóng nhưng bù lại có nhiều điều thú vị. Phú thì luôn trề môi nói: xứ gì mà nóng không có chịu được. Đường xá thì lấp lẫm, ổ gạo dịch. Đi bao nhiêu năm rồi mà vẫn nghèo nàn vậy, nhìn chán phải biết luôn. Trời ơi mẹ ơi, thấy vậy thôi chứ mà an nhàn dễ sống. Chứ bển coi, làm cực như trâu bò. Ở đây chịu ra động bắt con cá, hái mớ rau là đủ bữa ăn rồi. Yên bình dễ chịu, mà con gái lại xinh đẹp nữa. Nè Sâm, mày thích Sâm về đây sống đi, ở đâu bày đặt. Chẳng phải được vài bữa lại thèm bít tết với tôm xào hành gừng hay sao? Ở đâu mà xào xào. Tao không có thèm mấy thứ đó, tao thèm massage hơn. Đi đi, tao báo. Thôi 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 thôi, mày đi bậy đi bạn, lãng quảng trước bệnh đó nghe con. Phú nghiêm mặt cảnh cáo. Vì chứ những cái thứ đó anh không có hứng thú như đứa bạn của mình. Sâm cục hứng xua xua tay, nhắm mắt ngã tựa vào ghế. Tài xế nghe cuộc nói chuyện của hai thanh niên cũng buồn cười, nhưng lại cố nhịn không có dám cười ra. Cái thằng, mày không đi thôi tao đi. Làm gì làm, mai sáng sớm là về Vĩnh Long đó. Biết rồi biết rồi. Phú tắm rửa xong thì thấy bạn đóng cửa đi mất từ lúc nào. Anh cười trừ, lấy điện thoại ra định gọi cho người bạn gái ở quê nhà. Điện thoại di động bây giờ đã phổ biến hơn, nhưng những tỉnh lẻ dưới quê như chỗ của anh thì vẫn còn sử dụng điện thoại bàn là chủ yếu. Mỗi lần anh muốn nói chuyện với người yêu thì phải gọi về số bàn của nhà hàng xóm, rồi nhờ bà ấy sang gọi cô giúp giùm. Nhìn lại đồng hồ khách sạn, giờ này Sài Gòn tuy là còn sớm, nhưng đối với người ở quê thì đã quá khuya. Vì sợ làm phiền bà thím tư nên Phú đành tặc lưỡi gọi về cho mẹ mình bên Mỹ, báo là đã đến nơi bình an. Đáng lý đợt này ba mẹ của anh cũng sẽ về cùng để cưới dâu, nhưng có việc đột xuất anh phải đi một mình. Cũng không dám nói trước với nhà bên kia, sợ người ta nói nhà anh thiếu tôn trọng. Nhưng mà lỡ rồi, chỉ mong tía má cô không bắt bẻ mà cho hai người kết hôn. Gọi nói chuyện với mẹ chừng 5 phút thì Phú tắt máy đi. Anh mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường nệm êm ái, mở một đoạn audio truyện lên nghe để cho dễ ngủ. Cái giọng đọc đều đều bên tai, cộng với việc di chuyển nửa vòng trái đất mệt mỏi, làm cho Phú rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Không biết là do điều hòa khách sạn mở thấp quá, hay là do thời tiết về đêm xuống thấp, mà cả cơ thể của Phú co ro lên vì lạnh, lạnh đến phát run. Cái mền dày cũng không đủ khỏa lấp cái lạnh như phát ra từ trong xương tủy. Phú khẽ mở mắt ra nhìn xung quanh. Ánh sáng mờ mờ từ màn hình tivi không đủ để nhìn thấy căn phòng. Anh quơ tay sang bên cạnh, mò mẫm tìm cái điều khiển để tắt điều hòa. Bỗng dưng có tiếng mèo kêu lên dữ dội từ trong cái tivi, khiến cho anh hơi giật mình. Đoạn truyện đang đến cao trào, giọng độc âm vang hòa với khung cảnh tịch mịch trống vắng của căn phòng, khiến cho Phú hơi ớn lạnh sống lưng. Anh tắt nó đi.
Nhưng chỉ trong một phút ngắn ngủi, màn hình tivi lại vụt sáng. Anh hơi khựng người bất động. Quái quỷ gì vậy? Những chuyện gặp ma trong khách sạn anh đã nghe rất nhiều. Ngẫm nghĩ chẳng lẽ mình lại xui xẻo tới mức thuê phải một phòng khách sạn có ma sao? Phú có cảm giác đều là tự mình hù mình. Anh lắc đầu cố trấn an tinh thần, lại ấn tắt tivi, tiện tay nhóm người dậy bật đèn sáng lên. Và lại thêm một chuyện lạ xảy ra khiến cho Phú rợn người. Công tắc đèn đã bật nhưng đèn lại không sáng. Căn phòng cứ chìm vào không gian tối tăm. Phía đối diện cửa sổ là nhà của ai đó đã tắt đèn tối thui. Phú nuốt nước bọt, đầu óc không sáng suốt, lại nhớ đến những tình tiết trong mấy câu chuyện ma đã nghe. Anh chưa bao giờ cảm thấy thói quen của mình ngu ngốc đến như vậy. Là thích nghe chuyện ma trước khi ngủ. Tưởng tượng giây phút này, một bóng ma xõa tóc dài từ trong nhà tắm bước ra, chắc có nước xỉu luôn. Phú đột nhiên oán trách Sâm vô cùng. Nếu nó không bỏ đi chơi thì bây giờ mình đâu có sợ đến như thế này. Phú có chút ân hận khi nãy không đi cùng với thằng bạn thân. Anh vừa mệt vừa sợ, với tay lấy điện thoại mở cửa định ra ngoài. Anh không muốn ở lại căn phòng đáng sợ này thêm một chút nào nữa. Nhưng trời lại không chịu theo ý Phú. Bàn tay vừa chạm đến tay nắm cửa lạnh lẽo thì đã nghe một tiếng cạch vang lên. Cánh cửa bị khóa một cách tự động. Màn hình tivi một lần nữa sáng lên, làm cho Phú bị một trận kinh hoàng thật sự. Anh cố mở cửa ra để bỏ chạy nhưng vô dụng. Cánh cửa bị ai đó ở bên ngoài giữ chặt lấy rồi. Đời Phú lần đầu tiên rơi vào cảnh hải hùng như vậy. Mắt vẫn mở trừng, nhìn vào góc khuất sau tấm màn cửa. Phú muốn bật khóc khi thấy một cái bóng đen đang hiện hữu ngay bên cạnh giường. Gương mặt dần hiện rõ dưới ánh sáng từ chiếc tivi. Hai hốc mắt trũng sâu, gương mặt ốm o hốc hác đến đáng thương. Lũ, làm phải không Lũ? Phú qua đi cơn sợ hãi, ý thức được gương mặt quen thuộc mà mình thương nhớ bấy lâu. Nhưng nhìn lại thì ôi thôi, quần áo của em ấy sao lại rách nát bẩn thỉu đến như thế này. Cổ hằn một vết cứa sâu đỏ hỏn. Phú chua xót đi lại gần, nhưng cái bóng ấy lầm lũi thụt lùi lại về sau. Em sao vậy Lũ? Anh về rồi nè, anh về thực hiện lời hứa với em nè. Chị thấy cái bóng lắc đầu đầy bi thương, khẩn khoản nói nhẹ như không. Em chết rồi, chết oan ức lắm. Phú như không tin vào tai mình. Bóng lụ mờ dần, mờ dần. Tiếng khóc thút thít bi ai kia vẫn văng vẳng bên tai. Phú bất lực nhìn bóng người thương dần tan biến. Lũ, Lũ ơi, Lũ! Anh gọi lớn trong bóng tối, rồi bừng tỉnh giấc. Khóe mắt chảy dài một dòng nước mắt. Cảm nhận rõ cơn đau thắt từ lồng ngực, cơ thể vẫn nằm bệt dưới nền gạch bông lạnh lẽo. Phú nhìn qua cửa sổ, rồi lại nhìn quanh căn phòng. Anh uể oải ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Nhớ lại giấc mơ lúc nãy, chân thật đến đáng sợ. Gương mặt buồn man mác cùng với giọng nói âm u lạnh lẽo của Lũ làm cho lòng anh đau đớn. Phú tự trấn an bản thân, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, hoàn toàn không phải là sự thật. Anh muốn gọi điện về ngay cho bà thím tư hàng xóm nhà Lũ, nhưng bây giờ đang là giữa khuya. Cố nén lại nhưng không thể nào yên lòng, bụng anh cứ nóng ran nên quyết định gọi. Giọng của thím tư khàn đặc ngái ngủ bên kia đầu dây. Ai đó? Ừ, có biết là đêm khuya không vậy? Dạ, con Phú nè bà Tư. Bà Tư làm ơn làm phước kêu em Lũ qua cho con gặp một chút đi. Trời đất ơi, nhà nó ngủ hết rồi, tao qua kêu cho bị chửi hay gì? Mày bớt tào lao đi, có gì sáng nói. Thôi à. Bà Tư khó chịu cúp máy. Phú ngồi thất thần ở trong phòng,
cố trấn an tâm tình. Không sao, chỉ là mơ thôi. Sáng mai dậy sớm là gặp rồi. Lộ ơi, em chắc chắn là không sao mà. Anh lại nằm dài ra giường, thao thức không thể nào ngủ được. Lòng chỉ mong cho trời mau sáng để về quê gặp người yêu. Hồng Sâm lúc tối nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, rồi rời khách sạn xuống phố. Lang thang đường phố Sài Gòn, ăn một tô phở, rồi mới chậm rãi đi dạo. Sài Gòn về đêm đèn ngọn xanh ngọn đỏ. Kỳ thực Sâm cũng chưa biết đi đâu. Chỉ là ngồi lên taxi, tài xế lại hỏi anh muốn đi đâu. Mới xuống máy bay vẫn còn hơi mệt. Sâm cũng không muốn đi ba nhạc sập xình, chỉ thêm mệt người mà thôi. Đi massage cơ thể có vẻ hợp lý hơn. Nghĩ vậy anh nói với tài xế: Anh chở tôi tới chỗ nào massage cho khỏe người thì chở. 20 mấy tiếng trên máy bay, xương cốt vị rượu rã trần. Được thôi. Xe chở Sâm đến một địa điểm gần khách sạn. Đó là một đoạn đường khá ngắn, nhưng đã tập trung rất nhiều quán cà phê nằm san sát nhau. Bất cứ quán nào cũng tương tự. Bên ngoài đều chính là các vách trắng từ tre nứa và cả những chậu cây cảnh che đi ánh sáng, nên khi nhìn vô, dù đêm hay ngày, nó cũng chỉ có một màu tối mờ mờ mà thôi. Thoạt nhìn có vẻ im ắng, nhưng bên trong lại náo nhiệt hơn tưởng tượng rất nhiều, chủ yếu là hoạt động về đêm. Xe dừng lại trước một tiệm cắt tóc massage nam cũng vừa, không có lớn không nhỏ. Phía trước có để bảng đèn màu đỏ ui ui, kế đến là các dải đèn lấp lánh chớp liên tục. Bên trong chỉ bật mở một bóng đèn đơn độc mờ ảo. Một dãy những quán đều có cách bài trí y hệt như nhau, xem như là một đặc điểm để dễ nhận dạng. Ngay cửa còn có quầy cà phê nhỏ để bán kèm theo. Sâm trả tiền taxi, cũng không quên cho thêm tài xế một ít. Thói quen tiếp tiền này vẫn duy trì từ Mỹ về Việt Nam, bởi vậy Sâm cũng không thấy có gì lạ, cũng không tiếc vài chục ngàn làm chi. Sảng khoái bước lên vỉa hè, một mặt anh háo hức cùng mong chờ, vươn hai tay lên cao quá bả vai để giãn gân cốt ra. Ngồi trên máy bay rồi ngồi xe thì cũng đều mệt mỏi như nhau. Bây giờ chỉ mong nằm trên ghế đệm êm ả, thẳng tay thẳng chân, tận hưởng những đôi bàn tay mềm mại khéo léo xoa bóp mà thôi. Phía trước quán nào cũng có một hai em gái trắng trẻo, váy bó sát, cao quá đùi, ngồi ghế nhựa mà đón khách. Vừa thấy taxi dừng, liền có hai em ra hớn hở đón Hồng Sâm. Thấy thanh niên trắng trẻo lại đẹp trai, người thơm phức mùi nước hoa, thì lại càng vui vẻ tiếp đón hơn. Đây là một con đường ăn chơi giải trí thuộc dạng tầm trung thôi. Những khách ra vào chỉ ở mức vừa, nếu không muốn nói là bình dân. Thế nên bắt được một khách ăn mặc sạch sẽ trắng trẻo như Sâm cũng là một vận may hiếm gặp. Anh trai đi massage hả? Vô quán em đi, đảm bảo làm cho anh trai hài lòng lắm. Sâm nhìn hai bà chị nọ, đoán biết chắc chắn là lớn tuổi hơn mình, nhưng cũng cười cười xuôi theo. Mấy em có dịch vụ gì lạ hả? Thì anh cứ vô rồi biết, tụi em có nhiều trò vui lắm. Ừ, vậy cũng được, miễn làm cho anh vui. Anh bo cưng 200. 200 thời điểm đó là một số tiền không nhỏ. Giá vé một lần massage cũng chỉ có 50-100 ngàn là cùng. Bởi vậy cô gái biết bắt được cá lớn nên mới ân cần đón tiếp Sâm. Dạ, vô thôi anh. Cô vuốt ve đẩy Hồng Sâm vô quán. Nhưng vừa tới bậc cửa, nơi có cái quầy cà phê nhỏ để bán thêm, Sâm nhìn một loạt xung quanh căn tiệm, thì bỗng trầm một tiếng, một thân ảnh nhỏ nhắn từ bên trong chạy ra, đụng trúng người anh. Cả hai bật ngửa ra. Sâm chưa kịp cảm nhận được đau đớn thì đã nghe tiếng bước chân chạy phía sau cùng với một giọng nói chua chát vang lên: Cái con này bữa nay gan lớn à, bữa nay dám bỏ trốn hả? Tụi bay còn đứng đó, mau bắt nó lại cho tao. Một người phụ nữ trung niên chừng 40 mấy tuổi, mặt mày trắng toát, có lẽ vì lạm dụng quá nhiều kem trộn cùng với phấn hoa. Những nếp nhăn theo vết phấn mà nổi hằn lên từng đường nhấp nhô. Mỗi lúc nói chuyện,
nhíp mắt, những vết chân chim lại càng hiện rõ hơn. Sam có thể liên tưởng tới những bà phù thủy trong những bộ phim Disney, nhưng thật ra cũng dễ đoán được bà ta là má mị ở đây. Cái cọng dây chuyền vàng nặng nề cùng bộ xi men sáng bóng kia là minh chứng. Sau giọng nói lanh lảnh đó của má mị, thì mấy thanh niên xăm trổ kính hai tay, mặt mày ai nấy đều hung tợn, kẻ tóc dài mướt trượt như thể mấy ngày rồi chưa gọi. Người bên kia thì đầu cạo trọc, lộ ra những nốt sần sùi trên da đầu. Hai tên ấy ập tới, thô bạo xách tay xốc nách cô gái nhỏ nhắn kia lên. Tên tóc dài lại còn nhẫn tâm tát cho cô gái nhỏ một cái bạt tai cực mạnh, miệng phả từng hơi nặc mùi khói thuốc ra. Trúng hả mày? Trúng nè! Mỗi tiếng nói là kèm theo một cái tát vào đầu cô. Né cái mặt nó ra, mày đánh vô mặt mày vậy làm sao làm ăn gì được nữa. Cô gái nhỏ khóc lóc van xin. Con xin vậy, đừng đánh nữa, con chịu tiếp khách mà. Bà má mì khựng lại mấy giây khi thấy có khách. Dù sao cũng là chỗ làm ăn, một cảnh gà bay chó sủa như vậy cũng không tốt lắm. Mặc dù ở khu này bảo kê cũng ngốn không ít tiền của bà ta. Sợ thì không sợ, nhưng tiền vẫn là trên hết. Chuyện gì phiền phức thì nên bớt lại một chút. Nghe cô gái nói đồng ý chịu tiếp khách, bà ta cũng ra hiệu cho hai tên kia ngừng tay. Cơ mặt giãn ra chút đỉnh. Khách ở đây chính là Hồng Sâm. Lúc này anh đã phủi đích đứng dậy. Được chứng kiến một màn kịch thô bạo, tàn ác như vậy, sự hưng phấn lúc đầu cũng giảm đi mất một nửa rồi. Hoàn cảnh ở đây khá phức tạp. Cô gái nhiệt tình chào đón lúc nãy cũng rất nhanh trí, kéo tay định dẫn anh đi vào bên trong. Nhưng Sâm vẫn đứng im. Sự chú ý của anh lúc này dồn hết lên người cô gái nhỏ nhắn đang bị khống chế bởi hai tên thanh niên khỏe mạnh kia. Anh là người ăn chơi, nhưng cũng là một gã đàn ông có lương tâm. Chứng kiến cảnh này, dù muốn hay không, cũng không thể phủi đích bỏ đi như vậy. Cô gái kia thực sự rất là tội nghiệp. Cô gái có tóc đen láy, đôi mắt hai mí rõ rệt, đôi môi nhỏ nhắn, sống mũi hơi tẹt một chút, nhưng tổng thể gương mặt lại rất hài hòa. Có lẽ do mới ăn tát liên tiếp mấy cái, nên đôi má đỏ ửng, khóe mắt cũng ương ước, lóe ra một tia sợ hãi, nhưng tuyệt nhiên không khóc. Dốc dáng lại càng nhỏ bé, lọt thởm bởi chiếc quần jean cùng cái áo sơ mi dúng tay bèo rộng thùng thình. Sâm đoán tuổi cô gái chắc chưa qua được 20 đâu, thế sao lại phải vào cái nơi không đàng hoàng như thế này. Anh bất giác có chút thương cảm cho cô. Anh hướng bà má mị mà hỏi, sao đánh cổ gì? Bà má mị nhìn Hồng Sâm một cái, rồi liếc qua cô gái đón tiếp anh lúc nãy. Cô lập tức hiểu ý. Dạ, anh này là khách mới vô má, mà bị con nhỏ này đụng trúng cho nên té ra. Ừ, coi dắt anh vô trong đi, ở đây không có việc của mày nữa. Bà má mị không trả lời câu hỏi của Sâm mà nói với cô gái kia. Nhưng Sâm lại cất tiếng hỏi một lần nữa. Nhưng lần này anh tiến lại một tay đẩy gã thanh niên đầu trọc kia, kéo cô gái nhỏ ra. Tôi muốn em này làm cho tôi, bao nhiêu má cứ nói, tôi trả hết cho. Bà má mì nhìn Sâm từ đầu đến chân, đánh giá một chút rồi mới đáp. Cậu em đây muốn cũng được, nhưng mà ngặt nỗi con nhỏ này nó mới dưới quê lên, chưa có nhiều kinh nghiệm, sợ phục vụ không tốt á. Sâm cười cười, móc trong ví ra 4 tờ 50 ngàn, đưa đến trước mặt bà ta. Tôi thích kiểu vậy đó, má cứ để em này cho tôi đi, lát nữa tôi trả tiền thêm cho. Bà má mì hết cách, đành để cho cô gái bị đánh vào làm cho Hồng Sâm. Cô gái đã thôi vùng vẫy, dù chịu tiếp khách theo ý bà ta, nhưng vẫn dùng ánh mắt căm phẫn nhìn bà má mì. Chát một tiếng, không kịp đưa đi ra sau nhà rửa mặt mày,
thì cô đã bị ăn ngay một cái tát vào mặt. Sâm đứng gần đó cũng bất ngờ vì cú đánh khá mạnh. Khóe môi của cô gái bị rách một đường nhỏ, ứa máu ra. "Đừng có dùng cái ánh mắt đó mà nhìn tao. Số tiền tía má mày nợ tao á, mày tiếp khách mấy năm còn chưa trả hết nổi. Chứ ở đâu mà quất ức cái gì? Mà con kia nó bỏ trốn rồi, mày cũng phải gánh luôn số nợ của nhà nó. Lo mà làm việc cho đàng hoàng đi, biết chưa hả cái con lì lắm." Bà má Mị cũng mệt mỏi với con nhỏ cứng đầu cứng cổ này rồi. Bà dụ dỗ không biết bao nhiêu đứa con gái ở dưới nhà quê lên đây để làm cái công chuyện này. Mà lần này bà thật sự nhức đầu mỏi cổ với nó, cứng đầu không thể chịu được. Lần này là lần thứ hai trong tháng nó tính cách bỏ trốn rồi. "Thôi anh vô phòng trước đi, lát nữa em dẫn con nhỏ nó vô sau." Cô gái đứng bên cạnh nói nhỏ với Sâm rồi dắt tay anh đi vô trong phòng. Căn phòng nhỏ, chỉ được kê một cái ghế đệm dài cùng với hai cái ghế nhỏ thấp hơn một chút ở bên cạnh. Phía trong cùng là một bộ bàn ghế sofa cũng được đặt gọn gàng, phù hợp với diện tích căn phòng. Cạnh đó là một tấm kệ gỗ nhỏ cùng với tấm gương được đóng vào tường để đối diện cái ghế đệm dài. Ghế đệm có thể bật lên bật xuống để soi gương. Trên tấm kệ gỗ có đủ các loại kem xoa bóp, dầu nóng. Sâm nhìn nhãn hiệu thì cũng biết là chỉ là loại thường thôi. Sau khi cô gái đưa Sâm vào phòng thì cũng trở ra để đón khách mới. Cô ta có chút bực dọc khi vuột mất khách sộp vào tai con nhỏ lì lợm kia. Sâm cẩn thận lấy trong ví ra một xấp tiền, nhét vô trong vớ, chỉ chừa lại một ít mà thôi. Sâm mặt non chứ không có khờ. Anh vẫn biết một số chiêu trò của dân ăn chơi, không bao giờ để toàn bộ tiền mặt của mình đem theo ở một chỗ. Dù là Việt Nam hay Mỹ cũng đều nên như vậy. Trên tay chỉ có một cái đồng hồ Rolex giả anh mang theo đi khè bạn bè thôi, chứ giá trị cũng chỉ có vài chục đồng mua ở chợ đen. Sinh nhật năm trước, bà chị quả thật có tặng anh một chiếc đồng hồ hiệu, nhưng anh kéo máy thua nên gá cho thằng Mễ làm chung mất tiêu rồi. Đành phải mua một cái dởm khác thế vô, che mắt người nhà. Tụi Mễ làm chung hãng với anh thường nói anh là cái thằng chỉ có vẻ bề ngoài. Kỳ thật tiền anh làm ra bao nhiêu cũng chẳng đủ để tiêu, lấy đâu ra mà sắm đồ hiệu. Cũng có thời gian anh muốn được tự lập nên dọn ra sống riêng. Nhưng rồi chỉ được mấy tháng, không chịu nổi tiền nhà, tiền sinh hoạt, lại đành dọn về sống chung với cha mẹ. Sâm chờ hơn 10 phút mà vẫn không có ai vô. Bên ngoài cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Lòng anh khi không tự dưng nổi lên một chút tò mò, kéo theo đó là cảm giác bất an. Anh vô thanh vô tức, không hiểu tại sao lại lo lắng cho cô gái kia. Có phải đã bị đem đi nơi khác để tiếp tục hành hạ rồi hay không? Nơi này nói nhà thổ thì hơi quá, nhưng bản chất cũng không khác gì nhà thổ. Nội nhìn hai thanh niên lúc nãy đánh cô gái thôi cũng đủ biết không phải dạng tốt đẹp gì. Sâm cũng tự cười bản thân. Đi massage thì lo massage thôi, bao đồng lo chuyện của người ta làm chi. Nghĩ đến đây, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Cô gái bị ai đó bên ngoài đẩy vô. Theo sau đó là một tiếng hăm dọa. "Lo mà làm việc cho tốt. Khách mà phàn nàn cái gì thì mày chết với má đó." Cô gái lúc này tóc tai đã được cột lên gọn gàng, mặt mũi cũng được rửa sạch sẽ. Duy chỉ có khóe mắt với bên má hơi sưng. Quần áo cũng đã được thay đổi. Áo thun trắng tay ngắn bó sát vòng ngực và cái eo nhỏ xíu. Cái quần jean ngắn để lộ đôi chân thon gọn, nhưng vẫn còn mấy dấu bầm tím tím, có chỗ đã chuyển sang nâu đen. Quả thật tiệm này làm ăn rất nhanh gọn. Chỉ trong vòng mấy phút đã biến một cô gái nhớt nhát bẩn thỉu thành một thiếu nữ trẻ trung tươi mát. Đôi mắt nai ướt át, thoáng rụt rè sợ hãi, càng thêm thu hút cánh mày râu. Có lẽ họ đến đây để tìm kiếm những ánh mắt ngây thơ như thế này đây. "Em tên gì?" Đợi cả nửa ngày cũng không thấy cô nói năng gì, Sâm phải chủ động mở lời. "Dạ, em tên Cam." Cô lý nhí nói. Sâm bật cười. Biết ông bà hay đặt tên con cái
theo những thứ gần gũi nhất để dễ nuôi. Nhưng bây giờ là thời nào rồi, ai cũng muốn con mình sinh ra có một cái tên đẹp đẽ, ý nghĩa. Chẳng hạn như cha mẹ anh đặt tên Hồng Sâm, nghĩa là một củ sâm quý. Bà chủ tiệm nail tên là Quý Phương, hàm ý bốn phương đều phú quý giàu sang. Sâm lại hiếu kỳ hỏi, ngữ điệu có chút bỡn cợt, cũng là muốn cô bé tên Cam này thoải mái hơn chút. Cam hả? Tên gì nghe ngộ vậy? Nhà còn anh em gì không? Quýt hay bưởi gì đó? Nhà có mình em à. Tại hồi đó Vĩnh Long nhà trồng cam thất thu, nên tía đặt tên Cam lấy vía. Sâm lại cười nắc nẻ trước sự thật thà của cô gái. Vậy đặt tên vía xong á, trồng cam có tốt hơn không? Sau khi đặt tên em á, thì quả thiệt vườn cam của tía tốt hơn, sai trái hơn, cũng ngọt hơn nữa. Nhưng mà sao? Thất mùa hả? Không có thất mùa, có điều thương lái không mua, giá cam rớt thảm luôn. Từ đó gia đình trơ vô nợ nần chồng chất. Cô gái mặt buồn thiêu, Sâm cũng mũi lòng theo. Anh thôi không dám cười cợt nữa. Vậy nên mới phải lên Sài Gòn, vô cái chỗ này làm phải không? Cam khẽ gật đầu. Em nay nhiêu tuổi rồi? Cái mặt non choẹt vậy á, bị gạt thì không nói, chứ tía má nhà cũng bị bà ta gạt sao? Dạ em nay 19. Hồi năm trước bà về quê cho tía em mượn số tiền lớn để trả nợ, xong nói dắt em lên đây làm việc, rồi từ từ kiếm chồng Đài Loan gả cho em. Tía má em túng quẫn, lại nghĩ bà hàng xóm quen thuộc nên mới tin tưởng. Ai dè đâu bà bắt em làm cái công việc này. Nói tới đó cả muốn ứa nước mắt ra rồi. Mới 19-20 thôi à, trẻ quá. Tương lai phía trước còn quá dài để phải ở một cái nơi bẩn thỉu nhục nhã này. Sâm thầm nghĩ, lại thấy thương cho cô gái trẻ trót rơi vào bẫy của những kẻ xấu xa, bán trẻ nhân phẩm con người để trục lợi. Sâm đi lại gần Cam thêm mấy bước. Cam sợ hãi cũng theo đó lùi lại mấy bước, nét mặt đề phòng. Yên tâm đi, anh không làm gì em đâu. Sao tin được? Ông làm gì? Vậy anh tới những nơi như vậy để làm chi? Cam rụt rè hỏi. Sâm bất giác cứng họng, cũng không biết phản ứng như thế nào. Phải, mục đích anh đến đây để làm gì? Không phải để mua vui xả stress hay sao? Thì đúng là anh tới đây để massage. Nhưng mà lời còn chưa kịp dứt thì đã bị cắt ngang. Cam có chút bất mãn nói, bởi vì có những người như anh á, mới có những cô gái bị dụ giống như em. Có cầu mới có cung mà. Ừ, em nói cũng đúng, nhưng mà chỉ phần nữa thôi, không phải ai anh cũng chịu đâu. Nếu mà những cô gái này tình nguyện dấn thân vào cái nghề này để mà mưu sinh, thì đó không gọi là ép buộc hay dụ dỗ nữa, mà chính là một cuộc trao đổi thuận mua vừa bán thôi. Anh trả em tiền, đổi lại em làm cho anh thoải mái vui vẻ. Cô gái nhíu mày có vẻ suy nghĩ. Sâm lại tiếp tục, còn những người không tình nguyện như em thì anh sẽ tuyệt đối không ép buộc. Anh là một người rất có nguyên tắc, lúc nãy thấy em bị đánh á, cho nên muốn lôi em vô đây để em không bị đánh nữa thôi. Sâm lại thật lòng nói, với lại em là người Vĩnh Long, anh cũng Vĩnh Long nè, đồng hương nên muốn giúp em vậy thôi. Có tin hay không vẫn là quyền của em. Anh nói thiệt hả? Vậy chứ em khó gì để anh gạt đây. Cam ngẫm nghĩ cũng đúng, mình có cái gì để cho anh ta gạt hay lợi dụng đâu. Anh nói thiệt à, mà em nợ bao nhiêu anh cho em mượn chuộc thân, về quê nối tiếng má trả từ từ. Cam vẫn bán tính bán nghi, sao tự nhiên có ai tốt như vậy được chứ. Cô lại sợ bị gạt thêm một lần nữa, nhưng nếu thử một lần nữa cũng không có hại gì, so với ở đây cũng có khác cái gì đâu. Bây giờ nếu như em sợ thì anh cứu em ra trước ha.
xong rồi về quê nối tiếng má trả lại cho anh. Anh cũng không có cho em luôn đâu, chỉ là cho mượn thôi. Cam nhìn kỹ khuôn mặt người đối diện, chẳng hiểu sao giây phút đó cô lại chọn tin tưởng. Chi bằng cứ đánh cược một lần, cơ hội thoát thân là 50-50, còn hơn là bị nhốt, bị đánh, bị bắt đi phục vụ cho người ta. Sâm biết cô gái đã đồng ý nên mới cười cười. Kỳ thật là anh cũng chẳng biết vì sao phải giúp cô ta, chỉ cảm thấy cô gái này quá nhỏ để phải chịu đựng cái tình cảnh nghiệt ngã này. Mẹ anh nói, cứu một mạng người bằng xây bảy tháp phù đồ, phúc đẳng hà sa. Việc tốt nên làm, phần khác cũng có chút cảm mến cái sự khả ái cùng nghị lực của cô bé. Bị đánh nhưng không hề khóc, cũng không cam lòng chịu khuất phục mà làm những chuyện dơ bẩn. Em biết đấm bóp không? Dạ, cũng biết một chút. Vậy lại đây, bóp chai cho anh chút đi. Ngồi 20 mấy tiếng trên máy bay mệt quá. Chỉ bóp chai thôi. Bóp chai thôi. Một lát nữa anh cũng có cái cớ nói là em phục vụ tốt, muốn trả tiền thêm để đưa em đi. Bà chủ mê tiền nhất định sẽ đồng ý. Anh thấy cái giọng điệu của bà cũng mệt mỏi với em lắm rồi. Anh hứa nghe. Em nhìn coi, từ trên xuống dưới của em có cái gì để anh lừa chứ. Cam không trả lời, từ từ tiến lại lấy chai dầu xoa hai tay, rồi nhẹ nhẹ xoa hai bên bả vai cho Sâm. Đôi bàn tay nhỏ như vậy mà lực đạo vô cùng bất ngờ, lúc mạnh lúc yếu, lực vừa đủ khiến cho Hồng Sâm thư giãn không ít. Bỗng nhiên cánh cửa bật mở ra, thanh niên đầu trọc lúc nãy đánh Cam thò đầu vô. Có lẽ hắn đến để kiểm tra. Bà má mì sợ Cam không làm vừa lòng khách. Đợt trước cô dùng cái chậu bông cúc đánh dở trán ông khách 50 tuổi, máu chảy đầm đìa, khiến cho ông ta la thất thanh rồi kêu gào lên bắt đền. Bà má mì phải bồi thường tiền thuốc men cho ông khách. Ông khách dù ấm ức nhưng ở đây có bảo kê cũng không dám làm lớn chuyện, đành ôm đầu máu đi về. Đợt đó Cam cũng bị đánh đến bật máu tươi, thương tích nặng hơn ông khách mấy lần, phải nằm liệt giường mấy ngày trời. Nhưng vì khuôn mặt cô xinh nên má mị quyết bắt nhốt cô, đợi sẽ bán cho một tay buôn người Đài Loan để gỡ lại vốn. Nhìn thấy Cam đang ngoan ngoãn bóp vai cho khách, thanh niên đầu trọc mới nheo mắt kỳ lạ rồi đóng cửa bỏ đi, trở ra ngoài báo cáo tình hình với má mị. Đợi hắn đi rồi, Sâm mới nói nhỏ: Em thấy không, kiểu gì họ cũng kiểm tra. Em ngoan ngoãn một chút nữa đi, anh dễ kiếm cớ đưa em đi hơn. Cam gật đầu, lý nhí đáp: Dạ, cảm ơn anh. Đây là lần đầu tiên cô mở miệng nói hai tiếng cảm ơn kể từ lên Sài Gòn. Trời vô cái động massage trá hình này, Cam cũng không biết vì sao anh chàng khách trẻ này lại muốn cứu mình. Có thật lòng hay không cô cũng không biết, nhưng ở thời điểm hiện tại, anh ta chính là cái phao cứu tinh duy nhất cô có thể bám vào. Chỉ cần thoát được khỏi đây là tốt rồi, chuyện đến đâu thì hay đến đó. Cô không thể quản việc ngoài kia còn có cạm bẫy nào khác đang chờ đợi mình hay không. Dí như anh ta có thể bán cô cho bọn buôn người sang Campuchia hay là Trung Quốc gì đó, hoặc là bắt cô về một động mại dâm trá hình nào khác ở trên miền núi. Nghĩ tới đây Cam lại thấy sợ, thấy lo lắng trong lòng. Cô chậm chậm nhìn khuôn mặt của Sâm dưới ánh đèn mờ của căn phòng. Cô còn phải cứu chị Lụ. Thật sự bây giờ không biết chị ấy sống chết như thế nào. Bà Hồng nói chị ấy bỏ trốn, cho nên Cam mới phải gánh luôn số nợ của nhà chị ấy. Nhưng có chết, Cam cũng không tin chị Lụ lại nhẫn tâm bỏ nó ở lại như vậy. Một phần cũng vì giấc mơ buổi sớm mười hôm ấy. Linh cảm của Cam cho nó biết chị Lụ lành ít dữ nhiều, nhưng dù có như thế nào, nó vẫn sẽ cố gắng thoát ra để tìm chị. Cam vẫn nhớ như in những lời chị nói với nó. Cam suy nghĩ đắn đo, cuối cùng kể lại đầu đuôi câu chuyện mình bị gạt lên đây làm nghề này cho Sâm nghe. Cũng kể luôn cả chuyện của Lụ. Cam nhờ anh cứu mình với Lụ thoát khỏi nơi này. Sâm suy nghĩ một chút mới gật đầu đồng ý. Nhưng anh nói: Vậy đi, trước tiên em ngoan ngoãn ở lại đây. Anh phải về chuẩn bị chút tiền rồi tới chuộc em.
Anh nghĩ là bọn chúng chỉ cần tiền thôi. Có tiền thì họ thả hai người ra thôi. Anh ơi, xin anh giúp em thoát khỏi đây nha. Cam lủi thủi theo đi ra bên ngoài. Sâm nhìn biểu hiện của cô thì cũng thương cảm, thật sự muốn giúp cô thoát khỏi cái động trá hình này. Sau khi trở về khách sạn gặp Thiên Phú, đã hỏi mượn thêm một ít tiền, định quay trở lại để chuộc cô bé ra. Phú đang lo lắng vì gọi điện về quê, nhưng bà thím tư nói là chỉ có mẹ của Lụ ở nhà thôi. Mẹ Lụ lại nói Lụ đi Sài Gòn là mấy tháng nay, không có liên lạc về nhà. Tía của cô cũng vì vậy mà khăn gói định lên Sài Gòn thăm con một chuyến. Anh hỏi xin địa chỉ nơi Lụ làm việc, thì thấy chỗ đó cũng gần khách sạn nơi anh đang ở. Phú định bắt taxi qua kiếm Lụ để đưa cô về quê chung với mình. Phú nghe Sâm mượn tiền, nhìn bằng ánh mắt có chút hoài nghi khi nghe bạn mình kể lại. Anh lắc đầu trước sự bao đồng của bạn, nhưng thấy sự kiên quyết thì tặc lưỡi lấy tiền đưa. Mặc dù không yên tâm, nhưng lúc này anh cũng không đủ tỉnh táo để quản chuyện của bạn. Lòng chỉ lo cho người con gái mình yêu. Sau khi Hồng Sâm lấy tiền rời đi, thì Thiên Phú cũng bắt taxi đi qua cái địa chỉ mà mẹ của Lụ đã cho trước đó. Mới sáng sớm, Sâm đã quay lại tiệm massage hôm qua. Cả một khúc đường này vắng thưa thớt, các tiệm cũng bình lặng, hoàn toàn trái ngược với cái vẻ sôi nổi của đêm qua. Mấy cánh bướm đêm có lẽ đã mệt mỏi, về tổ nghỉ ngơi phục hồi sức. Sâm nhìn qua mấy khe hở của cánh cửa kéo, chỉ thấy lấp ló hai đứa trẻ, một trai một gái, nhỏ xíu, chạy lăng xăng leo lên leo xuống mấy chiếc ghế đệm dùng để gội đầu cho khách. Mà lạ một chỗ là mặt mày hai đứa nhỏ trắng xác, hai bên má hồng đậm như đít quả đào, đôi môi chúng đỏ chót. Đáng sợ nhất chính là hai con mắt luôn mở trơ trơ, không hề chớp. Bộ dáng của bọn chúng cũng rất là lạ, không thể cử động giống như con nít bình thường. Có cảm giác như các khớp xương của chúng rất cứng, chạy nhảy đều rất chậm chạp. Sâm không khỏi liên tưởng đến bộ phim ma búp bê nổi đình nổi đám gần đây mà anh mới xem. Hồng Sâm khẽ nuốt nước bọt, lại hé mắt quan sát nhìn hành động của bọn chúng. Càng nhìn lại càng cảm thấy bọn nó đúng không phải là trẻ con bình thường. Nhìn những dòng nước nhầy chảy ra từ mũi và miệng của bọn chúng mà cảm thấy nhợn nhợn muốn ói. Đang tập trung thì một bàn tay lạnh lẽo từ phía sau bóp chặt lấy vai, khiến Sâm giật mình kinh hãi. Một giọng nói quen thuộc vang lên nhỏ bên tai. Mày làm gì đây vậy? Sâm thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra là Thiên Phú bạn mình. Anh kéo Phú ra cách đó xa một chút. Thì con nhỏ tao kể mày nghe đó, nó bị nhốt ở cái động trá hình này nè. Phú gật gật đầu. Sâm lại hỏi tiếp. Mà sao mày cũng theo tao tới đây chi vậy? Ai rảnh theo mày, tao tới đây tìm Lụ. Mẹ của Lụ nói mấy lên đây làm được mấy tháng rồi, cũng ở cái địa chỉ này nè. Sâm nhíu mày, cố nhớ lại cái tên mà hôm qua Cam có nhắc đến. Cái gì mà đặt toàn là trái cây không à? Mày nói con nhỏ người yêu của mày tên gì? Tên Lụ. Hả? Lụ hả? Đúng rồi, tên Lụ đó. Hôm qua con bé đó có nhắc tới cái tên này. Phú sững người. Chẳng lẽ người con gái anh thương cũng bị gạt vào cái động trá hình này sao? Anh hỏi rõ hơn thì được nghe Hồng Sâm kể lại những gì Cam đã nói với mình hôm qua. Phú sâu chuỗi lại sự việc, bắt đầu từ giấc mơ thấy Lụ đêm qua, thì có dự cảm không lành. Cơn đau thắt từ lồng ngực lúc nãy khi vừa đặt chân đến cửa tiệm này. Phú như điên chạy đến đập cửa. Sâm không cản kịp, nhưng đáp lại anh là sự im lặng từ bên trong. Khoảnh khắc Phú đập cửa thì chỉ nghe tiếng con nít khóc óe lên rồi im bặt. Người đầu tiên xuất hiện chính là Loan. Cô bước ra mở cửa. Bà Hồng từ trên tầng nghe ồn ào cũng đi xuống, trên tay cầm sẵn điện thoại để gọi cho Vĩnh Sẹo
và thanh niên đầu trọc. Chú em đêm qua chơi vui rồi thì thôi đi, bây giờ mới sáng sớm tới đây phá phách cái gì vậy? Bà Hồng thẳng nhiên hỏi. Bà ta nhận ra Sâm là khách hôm qua đến cửa tiệm, nhưng còn người lạ mặt bên cạnh nhìn có vẻ như không phải đến với ý tốt đẹp gì. Lụ đâu? Tôi muốn gặp Lụ. Phú đã hỏi phủ đầu. Bà Hồng nhíu mày nhìn anh, rất lâu sau mới thẳng nhiên đáp. Ở đây không có ai tên Lụ hết á. Phú hơi đỏ mặt. Anh xè tờ giấy địa chỉ mà mẹ Lụ đưa ra hỏi. Đây rõ ràng là địa chỉ này. Mẹ Lụ nói cô ấy làm việc ở đây. Bà cho tôi gặp Lụ, muốn bao nhiêu tôi trả hết. Một lát nữa cha cô ấy cũng sẽ lên để đón cô ấy về. Bà Hồng liếc mắt một cái rồi bình thản trả lời. Nó bỏ trốn theo trai mấy tháng nay rồi. Nếu cậu trả tiền nhà nó nợ thì tôi lấy, chứ còn người thì tôi không có để trả cho cậu đâu. Bà Thiên Phú đanh mặt. Anh thật sự lo lắng cho an nguy của Lụ. Sâm thấy tình hình có vẻ không ổn mới chen vào nói. Nè, chị má cho tôi chuộc cái em gái hôm qua có được không? Nợ má bao nhiêu tôi trả hết. Bà Hồng đương nhiên không ngu ngốc mà nhận lời. Con nhỏ hôm qua nó cũng bỏ đi mất tiêu rồi. Thôi tụi bay đóng cửa đi, đứa nào làng càng thì xử nó cho tao. Lời vừa dứt đã thấy từ phía sau một chiếc xe thắng rít bánh. Vĩnh Sẹo với đầu trọc bước xuống, mặt hầm hầm nói. Ôi sáng sớm đừng có phá chứ. Hai đứa bay đi mau, không thì đừng có trách tàu đó. Phú với Sâm đành rời đi. Lòng Phú như lửa đốt, muốn báo công an, nhưng Sâm ngăn lại. Mày báo công an mà không có bằng chứng gì thì mệt lắm. Mà lỡ tụi nó giết người diệt khẩu thì báo nữa đó. Chị bây giờ phải làm sao đây? Mẹ nó! Phú bực tức chửi thề một câu. Nhớ lại gương mặt tiều tụy của Lụ mà anh đau xót trong lòng. Sâm cũng hơi lo lắng cho Cam. Anh đã hứa sẽ quay lại cứu cô, nhưng lại không được. Ở bên này bà Hồng sau khi đuổi hai người quậy phá đi thì mới hỏi Vĩnh Sẹo. Ông Phi đi đâu mấy ngày nay rồi? Mày có biết chả đâu không? Không biết. Chồng má mà má hỏi tôi. Vĩnh Sẹo vừa ngậm điếu thuốc vừa đáp. Bà Hồng liếc hắn một cái, lại bỏ lên phòng ở trên tầng 2 khóa trái cửa. Lần mò gì đó cả ngày trời, đến tối mới đi xuống dưới. Vừa xuống đã kêu đầu trọc mở khóa phòng nhốt Cam ra cho bà ta vô hỏi chuyện. Cam thấy cửa mở thì mừng quýnh, tưởng là người thanh niên kia giữ lời hứa quay lại chuộc mình ra. Cô đứng bật dậy thì đã bị tên đầu trọc đè xuống. Có người đến chuộc con phải không? Dì thả con ra đi. Quá ra mày với nó thông đồng với nhau hả? Không có, anh ấy chỉ là người tốt, muốn giúp con thôi. Bây giờ mày nói coi, đêm hôm đó mày trốn ra được rồi, tại sao không bỏ đi mà chịu quay lại bị nhốt ở căn phòng này hả? Dì nói cái gì vậy? Con mà thoát ra được thì con ở đây để bị dì đánh hay sao? Mày đừng có nói láo tao. Hai đứa con tao trong chừng nhà kể lại hết rồi. Đêm đó chỉ có mày với chồng tao ở nhà thôi. Nói, ổng đâu rồi? Trời ơi, chồng gì mà dì hỏi con? Bà Hồng hơi cứng họng, nhưng rất nhanh cười ác mà nói. Không nói cũng được. Vậy để tao bán mày cho lão bối, để mày qua nhà thổ bên kia mà tiếp khách đi. Đừng mà dì, con chịu ở lại đây mà. Phải từ đầu mày ngoan như vậy thì tao đâu có ác. Nhưng mà muộn rồi con. Trọc, mày trối nó lại. 12 giờ khuya nay người của lão bối lại á thì đưa nó qua cho lão. Nói rồi bà Hồng quay người bỏ đi. Nhưng Cam hỏi với theo. Vậy còn chị Lụ, chị ấy đâu rồi? Bà Hồng quay lại, mặt sắc lạnh, chỉ buông ra một câu rồi dứt khoát bỏ đi. Chết rồi. Sao lại chết? Là bà giết chị ấy phải không? Đồ tàn ác. Cam hét lớn. Nó cũng rùng mình khi nhớ lại gương mặt trắng tái của chị Lụ lúc nói chuyện với nó. Trời ơi, chẳng lẽ đó chỉ là oan hồn của chị ấy thôi sao?
Ở phía trước tiệm, bộ ba Loan Thúy Liễu vẫn đang ngồi ở mấy cái ghế nhựa để đón khách. Việc làm ăn của tiệm mấy ngày nay đột nhiên sa sút bất thường. Ngoài thanh niên trắng trẻo hôm qua bị Cam cướp mất thì hầu như không có ai ghé. Liễu cũng lạ hơn, cô như mất hồn, luôn có cảm giác ớn lạnh phía sau gáy, như có ai đó thổi vào gáy mình vậy. Khi Loan và Thúy đang đốt giấy báo bỏ dưới đất nhảy qua nhảy lại để đốt phong long, chỉ có Liễu vẫn ngồi thất thần. Bỗng nhiên cô thấy hai cái bóng đen lọ mọ đi vòng qua bên hồng quán. Liễu nhất thời đứng tim. Cô sợ ma nên đứng bật dậy đi vào trong, không dám ở lại nữa. Loan hỏi: "Nè, đi đâu vậy?" "À, tao vô một chút, có khách thì kêu." Phú và Sam lựa hơn tầm 11 giờ đêm thì đi lại tiệm. Quan sát kỹ càng mới quyết định đột nhập vào trong. Leo qua hàng rào lưới rồi chui vào cái bãi chuối hoang phía sau quán. Phú leo trước vào bên trong, cẩn thận quan sát rồi mới ra hiệu cho Sam vào. Bãi chuối này rậm rạp, mấy con bò hóng bay kín cả một vùng. Một mùi hôi thối ngây ngấy vất lên rất khó chịu. Phú sôi đèn đi vào. Vừa bước một chân, anh đã tụm xuống một cái lỗ. Có cảm giác đất ở đây khá tơi xốp. Dấu chân in trên đất dính một cái vệt nước vàng khè hôi thối. Phú thấy như có điểm không lành. Lòng ngực của anh đau nhói, đau đến mức khó thở. Anh ngồi bệt xuống đất. Khoảnh khắc bàn tay vừa chạm đến mặt đất thì như có một luồng điện xẹt qua cơ thể. Ánh đèn pin soi sáng mặt đất phía trước. Một bàn tay trơ trọi cắt đốt xương lộ ra, nửa bên trên, nửa bị chôn dưới lớp đất. Phú giật nảy mình, anh lắc đầu. Khóe mắt không tự chủ được lại rơi ra một dòng nước ấm nóng. Điên cuồng dùng tay đào bới khoảng đất xung quanh, đến nỗi 10 đầu ngón tay cũng bắt đầu chảy xước bật máu. Sâm nhìn bạn điên cuồng thì ngạc nhiên và cũng cuống quẩn lắm, nhưng lại không dám la lớn vì sợ bị đám côn đồ bên trong phát hiện ra. Cơ hội cứu cô gái nhỏ tên Cam cũng sẽ không còn. Sâm cũng đổ mồ hôi hột, ngồi xuống bên cạnh mà đào bới. Chẳng mấy chốc, anh đã kéo áo bịt mặt mũi, quay đầu chạy ra chỗ khác, ối một trận mực xanh. Một cái xác đã phân hủy, không nguyên vẹn, lộ ra dưới ánh đèn pin. Phú càng hãi hùng đau đớn hơn. Dự cảm cùng với nỗi lo sợ của anh đã thành sự thật rồi sao? Người con gái anh yêu thực sự đã chết rồi. Linh hồn còn hiện về báo cho anh biết nữa. Anh quay về Việt Nam, muốn cho cô một cái đám cưới thật linh đình, cho cô một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc hơn. Nhà cô ở quê khó khăn, tại sao không nói với anh một tiếng? Anh dư sức giúp đỡ, sao lại khờ đến mức phải lên đây làm để rồi bỏ mạng như vậy? Phú tự trách bản thân đã không quan tâm Lựu nhiều hơn, để cô chết oan ức như vậy. Khoảnh khắc này, Phú hoàn toàn bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm. Sâm quay lại, kẻ dỗ dài như muốn an ủi bạn. Vừa lúc đó lại nghe tiếng la hét của ai đó. Sâm nhẹ chân đi lại gần cánh cửa phía sau căn nhà mà nghe ngóng. Thả tôi ra, tôi không muốn đi đâu, cho tôi về nhà đi mà. Cái con nhỏ lì lợm này, mày tưởng la hét như vậy á sẽ có người tới cứu mày sao? Xe ông bố tới rồi, mày có chạy đằng trời cũng không có thoát được đâu. Không, xin mấy người mà, tôi không muốn đi đâu hết. Sâm nghe thấy những lời Cam nói, lại biết Cam sắp bị bán đi thì tức giận. Anh cố giật mở khóa cánh cửa nhưng vô ích, cánh cửa đã bị khóa từ bên trong. Trong lúc bối rối chưa biết phải làm sao để cứu Cam thì lại nghe một tiếng tạch từ bên trong phát ra, tiếng khoen cửa lách cách mở ra. Sâm ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt đã mở cửa cho anh. Liễu cúi mặt mở khóa xong lại lén đi ra khỏi đó. Sâm cũng không có nhiều thời gian để đắn đo, anh chạy như bay vào căn phòng phát ra tiếng giằng co. Anh kéo cổ tên đầu trọc ra rồi đấm vào mặt hắn một cú khá mạnh, khiến cho hắn loạn choạng. Mẹ mày, lại là mày nữa hả thằng chó? Đầu trọc giận dữ quát lên. Sâm cũng đáp trả bằng một cú đạp thấu trời vào giữa ngực hắn. Cục mẹ mày, đàn bà con gái Việt Nam là để yêu thương,
chứ không phải là hàng quá. Để lũ ác độc chúng mày đem ra buôn bán nghe chưa? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Được, để tao cho mày theo nó luôn. Đầu trọc lại gượng dậy, cầm khúc ống tiếp sáng loáng lên, tấn công lại Sâm. Anh né được mấy cái, nhưng do tay không, không thể chống cự được lâu. Anh cũng bị hắn đánh trúng một cái vào bụng đau điếng. Cam vùng lên muốn phụ, nhưng tay chân đã bị trói chặt, đành bất lực nhìn Hồng Sâm bị đánh. Sâm cũng không vừa, anh chịu đau ôm chặt lấy người hắn, đẩy ngược về phía sau, đè lên người đầu trọc, rồi đấm liên tục vào mặt hắn như trời giáng. Tên này nghiện ngập, cho nên người ốm o yếu ớt, bị đánh đến hoa cả mắt. Trước sức mạnh của Sâm, đầu trọc chỉ có thể co tay chịu trận mấy cú đấm của anh. Sâm tưởng chừng sẽ thắng thế, nhưng lại nghe giọng Cam vang lên: "Có giật phía sau." Sâm quay đầu lại thì ăn ngay một gậy vào gáy. Anh đau đớn nằm ngã ra. Dính sẹo miệng ngầm điếu thuốc, tay lại bung ống tiếp đánh liên tiếp vào người Sâm. Phun điếu thuốc ra xa, hắn mới buộc miệng chửi: "Có một thằng nhóc mà xử cũng không xong. Cậu không mau trói nó lại, rồi đưa con nhỏ này ra ngoài. Người của lão bố đợi lâu lắm rồi đó." Đầu trọc loạn choạng ngồi dậy, vẫn tức mình đá thêm vào người Sâm mấy cái, rồi mới tìm dây trói tay trói chân anh lại. Xong xuôi, hai gã mới quay sang nhìn Cam, không nói không rằng khiêng nó định mang ra xe bảy chỗ đậu ở trước cửa. Gần giữa khuya, con đường trống vắng lại âm u. Giật lại! Phú từ sau bãi chuối hoang đi lên, mình mẩy vẫn dính bết đất cát. Đôi mắt trợn trừng đầy kinh dị, khiến cho gã đầu trọc nhất thời thấy sợ. Duy chỉ có Vĩnh Sẹo mặt không biến sắc. Hắn nói: "Mẹ nó, lại thêm một thằng." Nhưng đáp lại hắn, bây giờ từ miệng Phú lại là giọng của một người con gái: "Mày không thoát được đâu. Tao đã báo công an rồi." Dính Sẹo như nhận ra điều gì đó, lại đanh mặt, tay cầm ống tiếp sắt vung đến đập vào đầu Phú. Phú nhanh nhẹn né sang một bên, đôi mắt vẫn trợn trắng nhìn hắn đầy căm hận. Hất tay hắn ra, một lực mạnh đến kinh hồn, ống tiếp rơi xuống đất kêu lên len keng. Phú bóp chặt lấy cổ Vĩnh Sẹo, nâng cả người hắn lên cao rồi ném mạnh vô bức tường. Vĩnh Sẹo cảm giác cả thân thể đau đớn, xương sống như đã bị gãy ra làm đôi. "Rồi tao sẽ chôn sống mày, giống như cái cách mà mày và hắn ta đã làm với tao." Cam kinh hãi khi nhận ra giọng nói phát ra từ miệng Phú lại chính là giọng của chị Lựu. Trời ơi, chị Lựu làm ma nhập xác sao? Là nó mơ hay tỉnh đây? Chị Lựu ơi! Cam, em yên tâm đi, một lát nữa công an sẽ đến, em sẽ được tía đón chị. Nhớ mang theo thân xác của chị, chị cũng muốn về quê. Lựu buồn bã nói. Đầu trọc đứng nãy giờ cũng kinh hãi, định vung chân bỏ chạy, nhưng vừa chạy mấy bước đã đụng phải người bà Hồng. Bà Hồng nhìn khung cảnh hỗn loạn ở tiệm của mình thì đanh mặt tức giận: "Mẹ mày, dám phá chuyện của tao hả? Hai đứa mau bắt nó lại, móc mắt nó cho má." Nói xong, bà Hồng lấy hai viên kẹo quăng về phía trước. Lập tức hai cái bóng nhỏ xuất hiện, lao đến hướng viên kẹo vừa ném ra. Bọn chúng cũng rất nhanh, một đứa bám lấy chân Lựu, một đứa thì đu lên người, thò tay muốn móc mắt Lựu. Nhưng cô chỉ cười nửa miệng, bóp lấy cổ đứa bé gái đang đu trên người mình. Tay còn lại cũng bẻ gập chân đứa con trai giơ lên phía trước. "Bà không biết do quán khí của tôi nặng, đến hai đứa con của bà bây giờ không thể làm tôi sợ được nữa rồi. Chúng chỉ là đứa con nít thôi." Lựu không thương tiếc, ném hai đứa nhỏ lại phía bà Hồng. Chỉ nghe tiếng tụi nó khóc ré lên rồi vụt biến mất đi. Bà Hồng bối rối, lại tức giận, buông miệng chửi: "Đúng là cái đồ vô dụng, y hệt như thằng cha của tụi bay à."
Sao bây giờ thì tới lượt bà. Lũ trong thân xác của Phú tiến lại rất nhanh. Bà Hồng chột dạ lùi lại mấy bước, nhưng vẫn bị túm lấy. Bà thích chơi bùa chơi ngải, lại thích môi mắt người ta để tế quỷ như vậy, thì để tôi cho bà thử cái cảm giác nó như thế nào. Lũ sắc lạnh đưa tay lên chọt thẳng vào cặp mắt già nua của bà Hồng. Một cơn đau thấu tận tim gan truyền đến, xung quanh là một màu tối đen. Cảm giác bị móc mắt từ từ lôi hai con ngươi ra khỏi hốc mắt, đau rát, máu đỏ chảy dọc xuống như một dòng lệ máu. Bà Hồng gào thét trong đêm, cả thân người quỵ xuống, đôi tay quơ vào xung quanh, sau đó ôm lấy mặt quằn quại lên đau đớn. Bà Hồng trong phút chốc chìm trong bóng tối đầy kinh hãi, miệng liên tục la hét. Bỗng lại nghe tiếng khóc trẻ con vang vọng xung quanh. Một tia sáng chợt lóe lên trong trí não. Gương mặt quỷ với ba con mắt lờn dần trên không trung nở một nụ cười ma quái. Bà Hồng lần đầu tiên nhìn trực diện với chính con quỷ mà mình nuôi dưỡng thờ cúng. Nó lại đáng sợ hơn bà nghĩ rất nhiều. Đáng lý ra tôi phải giết chết bà kìa, nhưng tôi không muốn tay người tôi yêu bị nhúng tội lỗi. Nửa đời sau bà hãy sống trong cảnh tù tội tâm tối đó, để tự ăn năn hối lỗi về những chuyện mà bà đã làm ra. Lúc này Sâm và Cam đã tự cởi trói cho nhau rồi cùng đi ra. Đúng lúc nhìn thấy Vĩnh Sẹo rút trong túi quần ra một con dao bấm, hướng người Thiên Phú mà đâm. Sâm cũng nghĩ không kịp, đã nhào đến đẩy hắn ra. Con dao bấm theo trớn mà đâm thẳng vào bụng Sâm. Anh nhăn mặt đau đớn. Cùng lúc đó bên ngoài tiếng còi cảnh sát đã hú lên, đi kèm ánh sáng xanh đỏ sáng trực cả một cung đường. Đám tay sai buông người của lão bối, hoảng loạn định lên xe chuồn đi, thì bất chợt nhận ra đã bị bao vây tứ phía. Nhắm không thể trốn thoát được, đành giơ tay đầu hàng. Thiên Phú gạt phăng tên Vĩnh Sẹo ra, rồi đỡ lấy người Sâm. Lực lượng chức năng nhanh chóng tiến vào trấn áp tên Vĩnh Sẹo. Phú cũng rùng người lên một cái, rồi ngất xỉu nằm ngay bên cạnh bản thân. Mọi người rất nhanh được đưa lên xe cấp cứu. Cam rớt nước mắt nhìn theo. Cam tại đồn cảnh sát đã khai hết toàn bộ quá trình bị đám người bà Hồng lừa gạt, đến sự mất tích của Lũ. Tiệm cắt tóc massage Hồng Phi bị phong tỏa. Qua lục soát của lực lượng chức năng, phát hiện ở bãi chúa hoang sau nhà có chôn hai thi thể đã bị phân hủy. Qua xác minh là Trần Thị Lựu, 24 tuổi và Nguyễn Hoàng Phi, 50 tuổi. Nhưng có một điều gây rúng động lực lượng chức năng lẫn dư luận, chính là hai thi thể trẻ em bọc trong hai con búp bê, được ngâm hóa chất bảo quản trong một căn phòng ở tiệm Hồng Phi. Cùng với đó là một lọ thủy tinh có chứa 6 con mắt được ngâm bên trong. Qua điều tra, những phi vụ lừa gạt và buôn người vi phạm pháp luật của bà Hồng với những cô gái trẻ vùng quê cũng được làm sáng tỏ. Đường dây buôn người của tên người Đài Loan có biệt danh là Lão Bối cũng bị triệt phá. Hàng trăm cô gái trước đó bị lừa bán sang biên giới đã được giải cứu, quay trở lại với gia đình. Chú Ba xúc động ôm chầm lấy con gái. Ông rơi nước mắt khi biết con mình thời gian qua đã chịu những hành hạ như vậy. Chú Tám và Thiên Phú cũng ở lại chờ nhận thi thể của Lựu mang đi thiêu rồi đưa tro cốt về quê. Phú trầm lặng trước di ảnh của người con gái anh yêu. Trong bức ảnh cũ mờ, Lựu dường như mỉm cười nhẹ nhàng với người thương. 10 năm sau đó, vợ chồng Cam và Hồng Sâm cùng Thiên Phú một lần nữa lại về thăm quê hương. Cảnh vật dường như đã đổi khác đi rất nhiều. Buổi chiều tháng 4 gió thổi nhẹ nhẹ, Phú lại ngắm nhìn người con gái trên bia mộ. Đã 10 năm dài đằng đẵng trôi qua, anh giờ đây đã gần 40, gương mặt dạng dài sương gió. Vậy mà người con gái anh thương vẫn mãi dừng lại ở cái tuổi 24 xinh đẹp,
thanh thuần, vẹn nguyên như vậy đó. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Lúc Thép Hộ Mệnh, một sáng tác của Sư An. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.